áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô Vân Anh xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành với chúng mình trong tiết học này đấy. Bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng ôn lại những gì đã học. Sách giáo khoa trang 78-79. Nào, chúng mình hãy cùng mở sách giáo khoa, chuẩn bị bài học với cô nhé. Bài tập số 1, tính nhẩm. Cô có tất cả 8 phép tính. 2 cộng 5, 3 cộng 6, 6 cộng 2, 3 cộng 7, 10 trừ 3, 9 trừ 4, 8 trừ 5, 7 trừ 2. Dựa vào bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 đã học, các con hãy thực hiện tính nhẩm thật nhanh các phép tính trên màn hình của cô nhé. Các con đã thực hiện xong chưa nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng cô nêu phép tính nhé. 2 cộng 5 bằng bao nhiêu? 2 cộng 5 bằng 7. 3 cộng 6 bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi, 3 cộng 6 bằng 9. 6 cộng 2 bằng bao nhiêu? 6 cộng 2 bằng 8. 3 cộng 7 bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, 3 cộng 7 bằng 10. Mười trừ ba bằng bảy. Chín trừ bốn bằng năm. Tám trừ năm bằng ba. Bảy trừ hai bằng năm. Chúng mình có kết quả giống như cô không nào? Tiếp theo, cô trò mình hãy cùng chuyển sang bài tập số 2. Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Để thực hiện được bài tập này, các con hãy quan sát. Cô có 3 tranh vẽ và 4 phép tính. Bây giờ chúng mình hãy nêu tình huống xảy ra trong từng bức tranh và lựa chọn phép tính cho thích hợp nhé. Nào, chúng mình hãy cùng cô quan sát bức tranh đầu tiên. Tình huống xảy ra trong bức tranh là có 5 quả trứng. Có một quả trứng đã nở ra gà con. Vậy còn lại bao nhiêu quả trứng chưa nở? Chúng mình sẽ có phép tính tương ứng là gì nào? Đúng rồi. 5 trừ 1. 5 trừ 1 bằng bao nhiêu? 5 trừ 1 bằng 4. Vậy, có 4 quả trứng chưa nở. Tình huống số 2 nào? Cô có thể nêu tình huống số 2 như sau. Trên cành có 3 con chim. Có thêm 2 con chim nữa bay tới. Vậy có tất cả 5 con chim. Phép tính tương ứng là gì nào? Rất chính xác. Phép tính tương ứng là 3 cộng 2. Có 3 con chim. Tương ứng với số 3. Thêm 2 con chim nữa. Là 3 cộng 2. Tình huống số 3. Cô có thể nêu như sau. Có 5 con thỏ. Có 2 con thỏ chạy đi. Vậy còn lại 3 con thỏ. Cô có phép tính tương ứng là gì nào? Đúng rồi. 5 trừ 2. Có 5 con thỏ. Viết tương ứng số 5. Có 2 con thỏ chạy đi. Là 5 trừ 2. Bài tập số 3. Xem các hình sau, rồi chỉ ra đồ vật có dạng, khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Ở đây, cô có các đồ vật như quả bóng, hộp trà, kem đánh răng, cốc nước, khối đồ chơi, hộp đựng giấy. Bây giờ, chúng mình hãy nêu cho cô biết từng đồ vật này có dạng là gì nhé. Trong những đồ vật trên, những đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật? Đúng rồi, đó chính là hộp giấy ăn, hộp trà hay kem đánh răng.
Các con có biết đó là vì sao không? Đúng rồi, bởi vì những đồ vật này là những đồ vật có nhiều mặt, các mặt là những hình chữ nhật. Vậy đâu là những hình có dạng khối lập phương? Đúng rồi, đó chính là hộp đồ chơi và hộp đài. Bởi vì sao đây là những đồ vật có dạng khối lập phương? Đúng rồi đấy, các mặt của những đồ vật này đều có dạng hình vuông. Bài tập số 4. Điền số thích hợp vào ô trống. Ở đây cô có 3 ngôi nhà, trên mỗi ngôi nhà mang các số. Ngôi nhà thứ nhất 5, 1, 4. Ngôi nhà thứ hai 8, 2, 6. Ngôi nhà thứ ba 10, 7, 3. Bây giờ từ 3 chữ số trên, các con hãy xếp thành các phép tính thích hợp. Ví dụ, ngôi nhà thứ nhất có các số 5, 1, 4. Từ 3 số này, cô viết thành phép tính cộng. 4 cộng 1 bằng 5. 1 cộng 4 bằng 5. Và cô cũng có thể viết thành phép tính trừ. 5 trừ 1 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Tương tự, các con hãy đặt các thẻ số thích hợp để hoàn thành phép tính cộng và phép tính trừ tương ứng từ 3 chữ số trên nhé. Từ 3 chữ số 8, 2, 6. Cô có phép tính cộng 6 cộng 2 bằng 8. 2 cộng 6 bằng 8. Vậy cô có phép tính trừ là gì nào? Đúng rồi. Cô lấy 8 trừ 2 bằng 6 và 8 trừ 6 bằng 2. Tương tự, từ 3 chữ số 10, 7, 3, cô có phép tính cộng. 7 cộng 3 bằng 10. 3 cộng 7 bằng 10. 10 trừ 7. 10 trừ 3 bằng 7. Và 10 trừ 7 bằng 3. Các con có đáp án chung với kết quả của cô không nào? Bây giờ ở bài tập số 5, cô cho mình hãy cùng nhau quan sát bức tranh và nêu phép tính thích hợp nhé. Bức tranh vẽ các bạn đang chơi ở sân chơi. Có mấy bạn đang chơi bập bênh? Có mấy bạn đang chơi cầu trượt? Có mấy bạn đang chơi xích đu? Đúng rồi, có 2 bạn đang chơi bập bênh. Có 4 bạn đang chơi cầu trượt. Có 3 bạn đang chơi xích đu. Vậy trên sân có tất cả bao nhiêu bạn? Để tìm trên sân có tất cả bao nhiêu bạn, cô cho mình thực hiện phép tính cộng. 2 cộng 3 cộng 4. Phép tính này có kết quả bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi. 2 cộng 3 cộng 4 bằng 9. Vậy trên sân có tất cả 9 bạn nhỏ. Tương tự, chúng mình hãy nêu tình huống xảy ra trong bức tranh số 2 và phép tính thích hợp cho cô nhé.
Cô có thể nêu tình huống như sau. Có tất cả là 8 chú chim. Ban đầu có 2 chú chim bay đi. Lúc sau có 3 chú chim nữa bay đi. Vậy lúc này trên cây còn lại mấy chú chim? À, để tìm trên cây còn lại mấy chú chim, cô trò mình thực hiện phép tính trừ. 8 trừ 2 trừ 3. Phép tính này có kết quả bằng bao nhiêu? Đúng rồi. 8 trừ 2 trừ 3 bằng 3. Vậy trên cây có tất cả 3 chú chim. Vậy trên cây còn lại 3 chú chim. Qua bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã cùng nhau ôn lại các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 10. Thực hiện tính nhẩm và quan sát bức tranh để nêu phép tính thích hợp. Bài học hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin tạm biệt. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.